Chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn vô bếp cùng mình làm món vịt xiêm giả cầy. Mời các bạn cùng làm chung với mình nha. Cái con vịt này thì nó rất là lớn. Giờ mình sẽ không có làm một món mà mình sẽ làm hai món. Một là vịt giả cầy và hai là vịt nướng. Cái món thứ hai là vịt nướng. Rồi con vịt này bây giờ mình sẽ khè. Tại khi mà mình nấu chả cầy á, vịt hoặc là heo, trước khi mình làm mình phải thui cái da cho nó vàng thì nó mới ra được cái món vịt chả cầy. Ví dụ như mình có rơm á, mình thui cũng được, nó thơm cái mùi rơm. Còn mình không có thì mình bắt buộc mình phải làm một cái bếp khè này đây. Đây con vịt của mình đã khè mà nó đã vàng lên rồi nè. Đây vịt của mình này, thành phần cùng có này, cái củ nghệ nè, với lại củ riềng. Giờ mình sẽ đem đi xay ha. Mình sẽ đem đi xay. Vịt nấu giả cầy của mình đây, những cái gia vị của mình đây. Tiêu. Cái này là nghệ. Hành, bằm, nhuyễn này, rồi tỏi. Đây là củ riềng. Bột ngọt, bột nêm, muối, đường. Không thể nào thiếu được là cái vị của mẻ và mắm tôm. Là hai cái thứ này mình phải có thì nó mới ra được cái vị của vịt nấu giả cầy nha. Rồi giờ mình sẽ chặt con vịt. Có phải 4 ký mấy á. Bây giờ mình sẽ làm một nửa con thôi. Còn nửa con bên kia mình sẽ đem mình nướng, mình cũng nướng giả cầy luôn. Cái vịt của mình đã chặt xong rồi nè. Giờ mình chuẩn bị ớt ha. Mình sẽ cho vô đây một ít củ riềng. Bột nghệ. Cái bột nghệ này là mình để cho nó cứ lên cái màu cho nó tươi chút xíu. Còn nếu mà mình không có xài bột nghệ thì cái con vịt của mình nó rất là trắng. Mình sẽ làm bột nghệ, mà cái nghệ này cũng tốt chứ không có. Chút xíu củ hành, băm nhuyễn, củ tỏi. Chút xíu tiêu. Bột ngọt. Đường. Đường thì mình cho ít thôi, tại vì mình khi mà mình nấu mình cũng đã có nước dừa. Nước dừa nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó đậm đà hơn và nó cũng sẽ có cái vị ngọt ở trong trái dừa. Rồi mình cho chút xíu muối vô đây. Rồi chút xíu bột nêm. Mình cứ cho đầy đủ gia vị đi. Lát nữa nó sẽ dậy lên cái mùi cho nó thơm cái món ăn của mình. Mà không, thành phần không thể thiếu được nữa là mắm tôm. Mình sẽ cho một muỗng ở đây ha. Hơn một muỗng đi. Rồi. Đây là mẻ. Món giả cầy này cũng không có thể nào thiếu được cái món mẻ. Mình sẽ cho vô đây để cho nó có cái vị chua, mặn, rồi ngọt. Thì nó mới làm ra được cái món giả cầy. Mình sẽ trộn lên. Mình sẽ ớp trong vòng độ khoảng 15-20 phút nha. Cho nó thấm hết cái gia vị. Rồi mình sẽ để và chờ độ khoảng 15-20 phút. Mình sẽ cho lên nồi mình khèo ha. Giờ Hạnh sẽ đốt lửa lên nè. Mình sẽ đi chặt dừa. Anh đốt lửa thiệt là giỏi luôn, cháy một phần luôn. Giờ mình sẽ đổ dầu vô ha.
cái này mình đã ướp được 15-20 phút rồi đó. Giờ mình đổ dầu vô. Tỏi phi, hành phi. À, chứ tỏi bằm, hành hành bằm. Mình tỏi, hành bằm. Mình phi cho nó vàng lên. Cho miếng nghệ lên để cho nó có màu. Rồi cái riềng này mình cũng cho một chút đi. Để mình phi để cho nó có thơm cái mùi riềng luôn. Nó ra cái nước đó để cho thơm mùi riềng. Trong kia mình cũng đã có ớt rồi. Nhưng đây mình xào lên mình cũng phải có chút xíu riềng nữa. Thơm quá. Thơm quá hả? Thơm khói hay là thơm thơm củ tỏi, củ hành, củ riềng? Thơm hai thứ luôn. Vàng và thơm rồi nè. Mình sẽ đổ thịt vô. Cái bếp củi này mà nấu ăn nó rất là ngon. Tuy nó hơi dơ chút xíu nhưng mà nó rất là ngon. Mình cho nó săn lại đi nha, lát chút xíu nữa hẳn đổ dừa, nước dừa vô. Để đổ vô cái thao này. Cái thao nãy mình đã ớp đồ. Đi đâu đây? Mùi rất là thơm. Củ riềng, xả, tỏi. Mình quên một cái món nữa là xả. Giờ mình sẽ bổ sung sau đây. Mình sẽ bỏ vô đây luôn. Cho nó dậy lên cái mùi, cái mùi của vịt giả cầy. Các bạn khèo làm sao cho cái con vịt nó săn lại nha. Săn lại hẳn mình hẳn đổ nước dừa. Thấy cái cục thịt của mình nó đã săn lại rồi nè. Cái da nó phồng lên. Nhìn nó rất là y như là mình quay vậy đó. Nó dày, lát nữa mình ăn nó rất là giòn. Rồi giờ mình sẽ đổ nước dừa vô ha. Mình sẽ làm cho cái nước dừa này nó thấm một hồi đi. Rồi mình cũng sẽ đổ thêm một chút xíu nước dùng. Để cho con vịt nó mềm. Nó thấm gia vị luôn. Cái nồi giả cầy của mình nó đã sôi lên nè. Cái mùi nó rất hấp dẫn các bạn. Dạ, cái nồi vịt của mình nãy giờ nấu cũng được 20 phút rồi nè. Nó sắc lại rồi nè. Nhìn nó rất là ngon. À, cái nồi vịt của mình nó đã được rồi nè. Giờ mình sẽ múc ra dĩa nha. Nó rất là mềm, nó thơm rồi đó. Bạn thấy lên cái màu nó rất là đẹp ha. Mình làm sao mà cho cái thịt vịt nó sắc lại vậy là nó ngon rồi nè.
mình sẽ bỏ lên đây vài cọng ngò gai, một hai trái ớt, rồi bây giờ mình cũng thưởng thức cái thành quả của mình chút nha. Mời các bạn ăn tại bếp luôn. Cái này mình có thể ăn với bún hoặc với cơm, nói chung là ăn với cái gì cũng ăn với cơm hoặc bún cũng được, nó cũng rất là ngon. Rồi đây cái cục thịt của mình đây, đã làm ra được cái sản phẩm mà rất là ngon ha. Bây giờ mình thử cái vị của mình xem nó như thế nào. Rất là thấm, có mẹ, có mắm tôm, rồi có mấy cái gia vị như là xả, riền, củ nghệ, cái vị nó hòa quyện lẫn nhau, nó rất là ngon. Thịt cũng đã chín tới và mềm rồi nè. Ngon quá, ngon quá. Các bạn rảnh thì cứ mua vịt hoặc là heo về làm. Mình làm món giả cầy này ăn cho nó khác cái vị chút xíu, nó rất là ngon nha mấy bạn. Cái clip mình cũng đã dài rồi, mình xin chào các bạn đây nha. Hẹn gặp lại các bạn mấy clip lần sau.